Nóng nhất lúc này, tiến sĩ tâm lý Tony A giảm gần 20kg mỡ chỉ sau 3 tháng nhờ trợ thủ giảm mỡ đắc lực liệu pháp Đông Bang Fat Loss Booster. Cùng lắng nghe những chia sẻ của chị sau màn lột xác chấn động tại tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc nhé. Đến hôm nay chị giảm được bao nhiêu ký rồi ạ? À? Tính đến thời điểm này thì toàn bộ cơ thể của mình đã có thể trừ đi được 19,8kg. Và đó là một cái hành trình mà mình nghĩ rằng là nó là một cái sự hỗ trợ cực kỳ lớn từ những cái kỹ thuật giảm béo ở Đông Bang Medical dành cho mình. Có một vài lần mà mình cũng không có được nghiêm túc lắm đó mọi người, thì có thể là con số của mình nó không phải là 19,8kg đâu, có thể là nó có hơn một tí nữa. Tuy nhiên thì đấy là một cái con số mà mình nghĩ rằng nó đã rất là lý tưởng đối với bản thân của mình rồi. Việc béo trong một thời gian dài như vậy có gây cho mình khó khăn gì không ạ? À? Bản thân tên của mình, một cái nickname mà mọi người cũng biết đó là Mẫm Lady, thì có nghĩa là mình đã ở trong một cái thể trạng tròn rất là lâu năm rồi. Đầu tiên đó là những cái dấu hiệu rất là cảnh báo về sức khỏe, và đây cũng là một cái lý do chính mà mình quyết định tham gia cái liệu trình giảm béo, đau khớp, mỏi cơ, những cái dấu hiệu về tim mạch, và những cái bất tiện ở trong công việc của mình. Khi cái con số 19,8kg đấy nó ra khỏi cơ thể của mình thì cái dấu hiệu đầu tiên đó là mang giày cao gót nó sướng lắm mọi người. Thứ hai đó là cái việc nhẹ nhàng về mặt cơ thể. Cái điều kế tiếp đó là tất cả những cái chỉ số về sức khỏe đấy nó được cải thiện. Thì đó là tất cả những cái gì mà mình cảm thấy rất là rõ ràng trong cái cảm nghiệm bản thân của mình. Quá trình đào thải mỡ của mình diễn ra như thế nào vậy? Tiến sĩ tâm lý Tony A ơi! Thế thì 19,8kg đó nó đã được đào thải theo một cái lộ trình như thế nào? Thì rõ ràng là trong những ngày đầu tiên thì mọi người dễ bỏ cuộc nha. Bởi vì cái dấu hiệu đào thải nó không có rõ ràng lắm đâu. Tuy nhiên khi mà cơ thể của mình nhận biết được rằng đây là một cái tác động nó không quá nguy hiểm, từ đó trở đi thì mình mới bắt đầu nhận ra những cái dấu hiệu đào thải cực kỳ rõ ràng. Những cái váng mỡ mà mình thấy được thông qua cái việc đào thải từ đường tiêu hóa, và rõ ràng là cái màu của cái váng mỡ đó mình được hướng dẫn và mình cũng sợ tài liệu mình đọc và mình được các bạn ấy tư vấn, thì mình hiểu rằng là sẽ có mỡ cũ, mỡ mới, tuyến mồ hôi của chúng ta nó bắt đầu nhờn hơn. Đấy là những cái dấu hiệu rất là rõ, và sau đó thì nó giảm dần bởi vì rõ ràng là cơ thể bạn cũng không còn nhiều mỡ lắm đâu để có thể đào thải tiếp. Việc giảm đi số ký quá lớn trong một thời gian ngắn có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và sức khỏe của mình không ạ? Nếu như mà hỏi rằng là cái việc mà chấp hành một cái liệu trình giảm béo và phải có những cái tính kỷ luật cao, nó có ảnh hưởng đến lịch làm việc hay không và nó có quá khó hay không, mà nếu như trả lời không là một câu trả lời dối. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được. Vì sao? Bởi vì mình làm được. Bởi vì tôi tin là tôi đã quá bận rồi mọi người ạ. Ban đầu đây là một cái ý thức kỷ luật phải rất là nghiêm túc. Tuy nhiên khi đã làm được rồi, bạn sẽ cảm thấy đó là một cái trải nghiệm sống vô cùng thú vị. Nó vượt lên trên cả ý nghĩa về sự giảm cân, mà nó là một cái câu chuyện thực sự thú vị về cái việc là bạn có một cái lịch trình sống nó rất là ý nghĩa. Từ lúc giảm béo thành công, phản ứng của những người xung quanh tiến sĩ như thế nào ạ? Những cái phản hồi mình được nghe từ mọi người đó là đồng hồ cá, mình được nghe từ chuấy viết rất là tin cố từ các em sinh viên của mình, mình được nghe các bạn hay ghẹo mình, bởi vì khi mình đi làm chương trình thì hay có những cái hình poster, mình chưa có thời gian đi chụp hình mới thì mọi người hay nói là em sẽ báo công an bởi vì là hình ở trên poster với cái người đang đứng là hai người khác nhau, ban tổ chức đã sử dụng hàng giả, ban tổ chức đã truyền thông không đúng, cái người đang báo cáo đã đẹp hơn ở trên poster, có nghĩa là những cái lời trêu ghẹo mà mình nghĩ rằng là mọi người cũng đang rất là phấn khích. Và thật sự là mình cảm ơn rất là nhiều cái sự theo dõi của mọi người về cái hành trình thay đổi này của mình. Và mình hy vọng rằng là mỗi người trong khả năng của mọi người thì hãy yêu quý cơ thể của mình và luôn luôn làm cho cơ thể của mình nó được ở một cái trạng thái tốt nhất mà nó xứng đáng được hưởng thụ.